quá trời luôn. Từ từ nha các bạn, tại vì khi mà mấy anh tàu đi qua đây thì phải có lai dắt, đi dắt vô nha. Chiếc vừa vừa thì không cần phải có tàu kéo, nhưng mà mấy anh bự bự thì mình thấy là đa phần là cỏ hết nha. Bên đây có chiếc bo rất là lớn. Trời thì đang chuyển mưa gió khá là nhiều nha. Mình sẽ xem anh này anh dắt chiếc tàu buôn này vô như trong nha các bạn. Để mà đẩy một chiếc bự như thế này mà ngay trong cái lúc mà trời đang gió chuẩn bị mưa thì nó cũng khá là căng nha, phải canh rất là nhiều thứ. Chiếc tàu vẫn là bự nha. Hãy
Rác nữa. Đưa ra xa. Bỏ lên. Trên này có một chiếc nha. Quá trời dài luôn. Chiếc xà lan cong đang xuống nữa. Ồ, chiếc này dài dữ vậy. Cái chiếc ghe đang đi xuống nè. Trời ơi. Quá trời bự luôn các bạn. Đò đang đi qua nha. Chiếc phà này là phà cắt lái nha các bạn. Kia di chuyển rất là ngầu nha. Gần 10 dãy thùng cong các bạn.
chiếc bon này rất là dài nha các bạn, 60 mét. Để tiếp theo mình sẽ xem anh này nha.